ngủ trên những cành cây nữa. Nhưng mà các bạn ơi, hôm qua trời mưa to quá, những cái cây đã bị ngã rồi. Bây giờ mình không có nhà để ở. Các bạn ơi, các bạn giúp mình với. Mình đi đây, các bạn nhớ suy nghĩ cách giúp mình nha. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt bạn Kim đi con. Cái nào cây cành nó nhỏ thì
nhìn sang cái lỗ của bạn xem. Nếu như mà bạn có cái lỗ giống mình á, có nguyên vật liệu giống mình đó con, thì các bạn có thể giống con, cô bác mở miệng con đó nha, thì con có thể làm chung với nhau một chút trên cái cây thật là to. Và ở trên đây nè, con nhìn xem ở trên đây nè, đây nè, mầm ba, mầm ba ở trên đây con chưa có chuẩn bị tinh nền nè, con có nhận xét gì về tinh nền này? Tinh nền này thì sao con? Thank you.
bỏ cái này xuống nè, bỏ này vô đây, bỏ cái sữa vô, rồi xong con giò vậy nè, tiếp con giò vậy nè, à, nhớ không? Rồi con dán lên, rồi con giò cho nhỏ lại vậy nè, rồi con dán lên, con trét keo phụ bạn nè. Một cái cây rồi. Con giấu lá. Con giấu lá đi. Gọi là giấu lá. Gọi là giấu lá. Xin lỗi, giải nó cũng.
lên lấy ký hiệu dán đi con. Con lên lấy ký hiệu dán lên trên của mình nha. Rồi, nhìn xuống, nhìn xuống. Rồi, Cường lên lấy ký hiệu dán đi bạn Khôi ơi. Bạn Khôi lên lấy ký hiệu gắn lên trên đi con. Xin lên đây giúp chút xíu nè, đi lên đây coi tranh của các bạn.